xin chào các bạn trong đoạn video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chương trình google earth đây giống như là một quả địa cầu trên desktop của chúng ta nó cho phép chúng ta xác định vị trí của các quốc gia nằm ở vị trí nào trên quả địa cầu và xác định được những cái vị trí những cái vùng miền mà chúng ta nhập vào với một quả địa cầu thông thường thì chúng ta có thể phải hiểu và biết được cái vị trí của quốc gia nằm ở đâu tuy nhiên thì bằng phần mềm này bạn chỉ cần nhập tên của quốc gia hoặc là tên thành phố thì tự động nó sẽ tìm được cho bạn cái vị trí của nó trên bản đồ. Phần mềm này rất là phù hợp với các giáo viên muốn giảng dạy cho học sinh của mình biết về quả địa cầu và những cái quốc gia nào nằm ở đâu trên quả địa cầu. Đối với các em nhỏ thì việc sử dụng phần mềm này sẽ hướng dẫn cho các em biết được là vị trí của các quốc gia nằm ở đâu và hình thù của mỗi quốc gia là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt phần mềm này. Đầu tiên, tôi sẽ vào internet để tôi tải phần mềm này về. Tôi rê chuột đến biểu tượng Mozilla Firefox và tôi nhấn chuột hai lần vào biểu tượng này để mở trình duyệt lên. Mở lên thì tôi sẽ rê con trỏ chuột đến thanh địa chỉ và tôi nhập địa chỉ là google.com.vn. là bởi vì tôi không biết địa chỉ download phần mềm Google Earth ở đâu, cho nên tôi sẽ dùng Google để mà search ra cái địa chỉ. thì trong trang web Google thì tôi sẽ gõ là Google Earth và tôi nhấn Enter. tôi sẽ rê chuột đến cái đường dẫn này và tôi nhấn chuột trái vào cái biểu tượng liên kết này. tôi đang nhấn chuột trái vào đây thì trang web của chúng ta sẽ đi đến để cho phép chúng ta download thì tại trang web tiếp theo thì tôi sẽ rê chuột đến và tôi chọn download Google Ads 5 sau đó tôi sẽ rê chuột đến nút Agree and Download và tôi nhấn chuột trái vào đây Và như vậy là cái màn hình cho phép chúng ta download Google Earth về đã hiện lên thì tôi sẽ chọn là Sell File. và sau khi mà Google Earth đã được đào xong thì tôi sẽ ra chuột đến cái biểu tượng Google Earth Update Setup này và tôi chuột phải vào đây. Sau đó tôi nhấn chuột trái vào nút Open. Và sau đó tôi nhấn chuột trái vào nút Run. Và Google Earth cùng với Google Chrome sẽ tiến hành cài đặt trên máy tính của tôi. Và tôi sẽ đợi để tiến hành tải xong cái phần mềm này về. Và cái thời gian tải nhanh hay chậm phụ thuộc vào cái đường mạng của chúng ta rất là nhiều. Và trong quá trình chờ download thì tôi sẽ tắt bớt các cửa sổ mà tôi đã mở lên. Và sau khi đã download xong thì Google Earth sẽ tiến hành cài đặt trên hệ thống máy tính của chúng ta. Và khi mà cài xong thì bạn sẽ thấy sẽ có một cái biểu tượng về Google Earth trên desktop của chúng ta. Vậy thì sau khi chúng ta thấy được biểu tượng Google Earth trên desktop thì chúng ta sẽ nhấn chuột hai lần vào cái biểu tượng này để mở chương trình lên. Thì ngay lần đầu mà khởi động lên thì bạn sẽ thấy một cái hộp thoại là hướng dẫn. Thì tôi sẽ bỏ check vào cái mục show tiếp start startup để lần sau không hiện hộp thoại này lên nữa khi tôi mở chương trình. Và tôi chọn close bằng cách nhấn chuột trái lên nút close. Và như vậy các bạn thấy là đây là chương trình Google Earth của chúng ta. Tôi sẽ giới thiệu sơ qua một số cái chức năng menu để các bạn dễ làm quen với chương trình. Ở phần search này là phần Fly to, nó sẽ cho phép bạn đi đến một cái địa điểm nào đó mà bạn nhập vào. Tôi ví dụ như tôi sẽ nhập vào là Hồ Chí Minh. phải và Việt Nam và tôi enter thì khi bạn enter thì Google Earth nó sẽ tự động nó tìm trong cái vùng này để đến được thành phố Hồ Chí Minh của nước Việt Nam và khi tôi nhập xong thì tôi sẽ nhấn nút search và bạn sẽ thấy là Google Earth sẽ tiến hành xác định được cái vị trí của chúng ta là Hồ Chí Minh Việt Nam thì khi các bạn lưu ý là cái hình ảnh chúng ta xem được là đẹp hay không phụ thuộc vào cái cấu hình máy của chúng ta hỗ trợ đồ họa như thế nào. Và nếu máy tính của chúng ta hỗ trợ đồ họa tốt thì các hình ảnh chuyển động sẽ rất là mịn. Tiếp theo là phần Flash. Ở đây chúng ta sẽ xác định một số cái thành phần hiển thị cho cái Google Earth của chúng ta. Và bạn có thể cài thêm vô bằng cách click vào Add Content. Tuy nhiên thì chúng ta không quan tâm nhiều vào phần này. Ta sẽ quan tâm vào phần ở phía dưới này. Đó là phần Layer. Phần Layer cho phép các bạn hiển thị các cái thành phần của Google Earth trên bản đồ. Ví dụ như bạn check vào Row thì nó sẽ hiển thị các cái đường đi. Như vậy là các khi tôi check vào Row thì các bạn thấy là những cái đường màu vàng này thì nó hiển thị cái đường đi Ví dụ như đường Kinh Dương Vương, là những cái đường đi trên thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. 3D Building và Street View thì hiện ở Việt Nam chúng ta chưa có những cái tính năng này. Tuy nhiên thì ở New York chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy được cái tính năng Street View này. Giả sử tôi sẽ đi đến New York, tôi sẽ nhập là NI và tôi bấm Enter. Thì chúng ta sẽ đi đến thành phố New York của Mỹ. Như vậy là chúng ta đã đến được New York. Và khi mà tôi check vào một Street View thì các bạn sẽ thấy là những cái hình biểu tượng hình cái máy ảnh hiện lên. Thì khi tôi click vào biểu tượng này thì chúng chúng ta sẽ xem ở chế độ Street View ở cái vùng này. Ví dụ như ở đây thì tôi sẽ click vào cái Garden Avis. Tôi click vào đây. Và hộp thoại hiện ra thì tôi chọn là show full street và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái vùng này. Và như vậy là đây chính là cái vị trí mà chúng ta đã chọn. Thì các bạn có thể di chuyển nhấn con chuột vào cái màn hình và kéo, có nghĩa là chúng ta vừa nhấn và kéo chứ không phải là nhấn thả và kéo. Thì khi tôi nhấn và tôi kéo thì chúng ta sẽ xoay được cái quan cảnh tại vị trí của chúng ta. Đó, như vậy là chúng ta thấy được cái khung cảnh tại cái ngã tư này là như thế nào. Và ví dụ như tôi muốn đi đến ở phía này một tí thì tôi sẽ chọn cái cái hình biểu tượng, cái máy ảnh ở đây. Tôi sẽ nhấn chuột trái hai lần vào đây. Như vậy là chúng ta đến được cái vị trí của chúng ta vừa chọn. và hoàn toàn là bạn có thể nhìn được cái khung cảnh tuy nhiên thì hiện ở Việt Nam tính năng này chưa được hỗ trợ quay lại phần layer chúng ta sẽ xem được một vài cái thành phần khác như là weather là thời tiết khi tôi chết vào đây thì nó sẽ hiển thị được cái thời tiết mà cái vị trí chúng ta đang xem là như thế nào thì ngoài ra thì những cái phần khác như là Gallery là những cái bức ảnh có liên quan đến. Hay là Ocean. Ở đây chúng ta sẽ thêm được những cái bức ảnh mà chúng ta trích vào các cái mục nào á. Thì bức ảnh của nó sẽ hiển thị trên cái Google Earth. Ví dụ như tôi trích vào mục uh, National Graphics. Thì đây là những cái bức ảnh rất là nổi tiếng của cái hãng National Graphics. Ở phía dưới này thì tôi cũng sẽ có nhiều lựa chọn. Và phụ thuộc vào cái yêu cầu của bạn thì bạn sẽ lựa chọn những tính năng như thế nào. Thì tôi chỉ giới thiệu sơ qua một số tính năng và bạn có thể tự tìm hiểu được những cái tính năng này rất là dễ dàng bằng cách check vào và xem thử. Bây giờ tôi quay lại một tìm kiếm. Ví dụ phần file business thì cho phép chúng ta xác định một vị trí của một cái địa điểm, một cái doanh nghiệp như thế nào. Ví dụ như tôi muốn tìm Grand Hotel và tôi sẽ tìm là ở Hồ Chí Minh. Việt Nam. Tôi nhấn chuột trái và biểu tượng search. Thì như vậy là chúng ta đã thấy được cái kết quả ở phía dưới này như vậy là chúng ta đã quay về thành phố Hồ Chí Minh và thí dụ như tôi sẽ chọn là Grand Hotel ở số 8 Đồng Khởi thì nó sẽ chọn đến ngay cái vị trí ở đây cho chúng ta Rồi tiếp theo tôi sẽ tìm một cái quốc gia khác ở một fly to. Tôi sẽ tìm là Brazil. Sau đó tôi nhấn enter thì chúng ta sẽ đi đến quốc gia Brazil tại vị trí nào trên cái quả địa cầu này. Thì các bạn thấy là ở đây chúng ta thấy là Brazil. Tôi double chuột vào, đây thì chúng ta thấy là nó hiện lên một hộp thoại thì bạn có thể chọn to here hoặc from here để mà chọn cái đường đi nó sẽ tự động nhập liệu cho bạn ở một uh, direction. Bây giờ tôi sẽ quay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Tôi enter. Và tôi sẽ xác định đường đi đến Vũng Tàu. tôi nhấn search thì lúc này Google Earth sẽ tính toán cho chúng ta được cái đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu như thế nào như vậy là các bạn thấy là cái đường màu tím ở đây chính là cái đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu và các bạn có thể xem chi tiết hơn bằng cách nhấn vào cái biểu tượng dấu cộng ở đây để chúng ta phóng to lên hoặc là nếu con chuột của bạn có cái nút cuộn tức là cái bánh xe ở giữa con chuột thì bạn có thể Cuộn về phía trước để phóng to lên. Cuộn về phía trước để phóng to lên. Như vậy là các bạn sẽ thấy được là cái đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Vũng Tàu như thế nào. Và chúng ta cuộn con chuột lùi về thì nó sẽ thu nhỏ được cái khung hình lại. Như vậy là sử dụng Google Earth rất là tiện lợi cho chúng ta khi mà chúng ta muốn học xem xem vùng địa lý của quốc gia đó nằm ở vùng nào trên quả địa cầu chúng ta không cần phải lục tìm như là cái cách cổ điển là chúng ta sẽ xoay trái địa cầu và giả sử như tôi sẽ chỉ cho các bạn cách là chúng ta quay trái địa cầu như thế nào bây giờ tôi sẽ cuộn lùi con chuột về để quay thu nhỏ lại cái quả địa cầu ở này trên thực tế chúng ta quay quả địa cầu nào như thế nào thì chúng ta sẽ quay cái quả địa cầu này y hệt như vậy nó khác ở chỗ chúng ta dùng con chuột chứ không phải dùng tay của chúng ta để quay. Tôi ví dụ, tại vị trí ở đây, tại vị trí tôi rê con chuột ở đây, tôi nhấn chuột và tôi hắt sang bên trái. Thì các bạn thấy là quẻ địa cầu của chúng ta quay. Xin lỗi là tôi hắt về phía bên phải, thì quẻ địa cầu của chúng ta quay về phía bên phải. Tôi nhấn chuột vô thì nó sẽ đứng lại. Nếu tôi hắt về bên trái Giống như là bạn chỉ tay và bạn khẩy về phía bên trái Thì nó sẽ quay về phía bên trái Và nếu như bạn muốn quay ngược, quay xuôi thì bạn Giả sử tôi muốn cuộn quay ngược lại thì tôi nhấn con chỏ chuột tại vị trí này và tôi quay theo cái hướng từ một cái đường vòng cung thì các bạn thấy là nó sẽ lại ngược lên và rất dễ sử dụng Giống như là chúng ta có một cái quả địa cầu và chúng ta quay như thế nào thì trong đây chúng ta quay như thế đó. Ví dụ như ở đây tôi sẽ tìm Việt Nam. Như vậy là tao tôi đã quay được Việt Nam. Và tôi muốn phóng to thì tôi sẽ double click hai lần. Thì các bạn thấy là nó sẽ tự động phóng to lên cho chúng ta tôi double tiếp thì nó sẽ tự động phóng to lên Như vậy là trong đoạn video này thì tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng Google Earth cho mục đích khảo sát cái vùng lãnh thổ của các quốc gia như thế nào bằng cách sử dụng tính năng Fly to thì chúng ta sẽ nhảy đến cái vị trí của quốc gia đó. Bằng cách chọn chức năng file business chúng ta sẽ tìm được những cái doanh nghiệp nào tại cái vùng địa lý mà chúng ta đang xem và bằng cách chọn direction chúng ta sẽ xác định được cái khoảng cách cái đường đi giữa hai vùng như thế nào và lựa chọn layer ở phía dưới này sẽ giúp chúng ta xem được chi tiết hơn như là về street view hoặc là về thời tiết ở những cái vùng mà chúng ta đang xem Ngoài ra thì Google Earth còn rất nhiều rất nhiều những tính năng khác. Thì tôi sẽ để cho các bạn tự tìm hiểu những tính năng này. Hy vọng là với phần mềm Google Earth này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về các vùng địa lý của các quốc gia trên thế giới và hiểu được cái đường đi giữa các tỉnh ở Việt Nam như thế nào. Và giả sử nếu bạn tìm không thấy một cái địa điểm nào đó thì bạn cũng đừng ngạc nhiên là bởi vì không phải bất kỳ địa điểm nào cũng có trên Google Earth. Hy vọng là qua hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu được phần mềm Google Earth dễ dàng hơn. Xin cảm ơn.